Hello các bạn, hôm nay mình sẽ trở lại review làm đường đổ bê tông nha. Đây mình sẽ bắt đầu mình làm, mình sẽ rút gọn ha để cơ bản cho các bạn dễ hiểu và kết thúc, chứ không mình quay từ đầu đến cuối kỹ quá là hết nguyên buổi luôn. Vâng, đây là mình quá trình mình làm đường để người ta đổ bê tông nha. Người ta yêu cầu đổ bê tông 1,8 m, mà máy mình là gần 2 m là vừa luôn ha. Đây là trước đây người ta đã có cái con đường, độ bằng của con đường này nó khoảng tầm 80% rồi, nhưng mà không thể nào đổ bê tông được nên họ yêu cầu mình sẽ làm mới lại. Mình sẽ cố gắng làm đẹp nhất cho họ ha. Toàn bộ mình sẽ làm bằng ram. Chỗ nào đất hai bên cao quá là mình sẽ xới bớt đi, xong là ủi bằng lam nhé. Quá trình làm là khá là lâu đấy. Con đường này hơn 100 m, mà do mình ủi như vậy thì nó sẽ lẹ hơn ha. Mình ủi 3 tiếng, 3 tiếng là được hơn 100 m, bởi vì đây ở đây họ đất cũng là đất sỏi, với lại nó cũng không quá cứng, chủ yếu trước đây họ đi xe máy, nhưng vì cái điều rậm rạp cho nên là nó hay bị trơn ha, người ta rất khó đi. Đây là vườn vào rẫy nha, ở dưới này chỉ có hai cái rẫy thôi, hai trụ rẫy thôi, nhưng mà họ rất là chịu khó đầu tư. Đầu tư hẳn một con đường bê tông từ trên xuống dưới. Đây là cái khúc đầu mình vừa mới làm được một đoạn ha. Lâu rồi mình cũng ít ra video quá. Đi làm về là mệt. Làm biếng. Cắt ghép lại video. Với lại mình phải chuyển lời vào video, chứ video khi mà mình ngồi ở trên máy nó rất là ồn nha. Mình đã thử đeo cái mic ở trên máy này để mà nói, nhưng mà khi mình quay lại nghe lại cái đoạn video thì chỉ nghe tiếng máy thôi, và nó rất là rung ha. Anh em nào mà ở trong nghề á, thì xem mình làm, nếu chỗ nào mà chưa được thì anh em cũng góp ý mình thêm nha. Đây mình quay từ đằng sau máy, và giờ này mình sẽ quay từ trên máy nha. Hồi nãy là mình để máy ở dưới ha, quay từ đằng sau, còn bây giờ máy là ở trên cabin nha. Đây là quá trình mình ủi đây. Do cái lam của cái máy 03, máy nhỏ này thì nó không có cao đâu nha, nó khoảng tầm 25 cm thôi độ cao. Chính vì thế cái lam này chủ yếu là để làm đẹp thôi, chứ còn ủi đất đi là nó ủi khoảng tầm 2 gầu đất là nó tràn vào bên trong rồi nha. Nên nhiều khi mình đi làm dân người ta không biết, thấy cái lam họ cũng nói ui sử dụng cái lam này ủi thì 30 giây là xong cái sân, 30 giây là xong con đường. Nhưng mà thực tế thì sử dụng lam nó khá là khó nha. Bởi vì lam nó lại phụ thuộc vào cái bánh xích nó đi nữa. Bánh xích mà không bằng á là nó sẽ ăn lên hoặc ăn xuống. Lên thì lại không ăn, mà xuống thì lại xuống quá nhiều, trở thành cái hố sâu xuống. Chính vì thế điều khiển cái lam này cũng không có dễ lắm đâu. Và khi chúng ta sử dụng cái lam này để làm sân nhá, thì nó sẽ rất là lâu ha. Lâu lắm. Bởi vì mình ủi thế này, mình đứng ở trên mình sẽ không nhìn thấy cái mặt bằng. Mình đi một đường, nhưng mà đường thứ hai đi có thể là nó sẽ sâu hơn, hoặc là nó cạn hơn. Chạy tới chạy lui nếu mà sử dụng lam mình làm cái sân này
200 mét vuông thì chắc là làm cả ngày. Cho nên khi mà mình làm sân, mình rất là ít khi mình sử dụng lam để ủi nha. Đa số mình sẽ làm bằng gầu ha. Gầu khi mà mình cào á, là mình sẽ quan sát được cái mặt sân, độ bằng của mặt sân, hoặc là làm theo yêu cầu độ dốc của mặt sân. Vâng, đây là sau khi mình đã làm xong con đường nha. Và mình chạy xe máy, mình sẽ quay từ trên xuống dưới ha. Xe máy đi cũng không quá đến nỗi sóc. Vâng, đến đây là kết thúc rồi đấy. Rồi, hẹn gặp lại các bạn trong video.